Xin chào mọi người nhé. Xin chúc mọi người một ngày tốt lành ha. Em có cái kiếm kiếm rừng này, em mua kiếm rừng ở Đắk Lắk hả mọi người. Em mua cách đây khoảng 2 năm á. Em gì em tách ra nhiều tép nhỏ lắm. Cái này là kiếm Thái này, vàng Thái này. Em tách này, này vàng Gia Lai này. Con này vàng Thái hết mọi người. Đó, vàng Thái rễ chỉ thiên hết mọi người. Đó, toàn bộ vàng Thái hết á mọi người. Thì cái này em treo trên nhà em chơi thôi. Còn ở dưới vườn á, em để chủ yếu là dưới vườn á, dưới vườn của em á. Thì cái kiếm vàng Thái này này, kiếm rừng Gia Lai này, thì em có nhiều bụi to lắm, mà cái bụi nhỏ em trồng thí nghiệm em treo lên đây để em dễ chăm á, thì không ngờ nó ra một cái hoa mọi người. Đó, hoa này này, dưới cái củ đã hư hết rồi, củ bự, cỡ củ mà cái tép mà tép già, từ nó đẩy lên một cái mầm mà, mầm. Đó, thì bình thường em chỉ tưới nước thôi, chứ em không bỏ gì hết. Cái bữa em để nắng mấy ngày á, nắng lớn em treo ngoài ngoài biên của hiên nhà mà. Thế rồi em phun cái gì xanh lên. Cái khoảng đầu một tuần á, cái nó nhú lên. Đó là cái hoa. Đó, mời mọi người ngắm ha. Mà hoa này ở rừng Đắk Lắk này chỉ có một cái lầu này sao á, em mua cái chậu nào cũng hoa y chang vậy đó. Mà nguyên bản á mọi người, rồi em tách ra. Cái này em cũng chờ nó ra hoa để coi cái mặt hoa thế nào á. Cuối cùng thì nó cũng bình thường như vậy mọi người. Nhưng không sao. Cũng vui rồi, ra hoa cũng vui, cũng biết được nó. Ok ha, em xin chào mọi người ha. Em xin cảm ơn mọi người đã đăng ký ha. Nay khoe cái hoa rừng này thôi ha mọi người nhé. Em xin chào.